Chào mừng các em đến với bộ môn mỹ thuật 8, bộ sách Chân Trời Sáng Tạo, bản 1. Trong bài học ngày hôm nay, chúng ta cùng tìm hiểu chủ đề nghệ thuật hiện đại Việt Nam. Bài 4, nét đặc trưng trong tranh sơn mài Việt Nam. Các em đừng quên nhấn like, đăng ký và chia sẻ nội dung bài học này đến với các bạn trong lớp nhé. Xin cảm ơn các em. Về yêu cầu cần đạt, sau khi học xong bài học này, học sinh sẽ nêu được khái quát về nghệ thuật tranh sơn mài Việt Nam, tóm tắt được cuộc đời, sự nghiệp và đóng góp của các họa sĩ Nguyễn Gia Trí cho nghệ thuật tranh sơn mài, chỉ ra được và phân tích cách sử dụng vỏ trứng để tạo hình, màu và chất cảm trong tranh. Học sinh tạo được bức tranh có sử dụng vỏ trứng để tạo hình, màu và chất cảm. Học sinh vận dụng được kỹ thuật gắn vỏ trứng để trang trí các sản phẩm mỹ thuật khác trong cuộc sống. Và học sinh xác định được trách nhiệm trong học tập, sáng tạo và phát huy giá trị văn hóa nghệ thuật của dân tộc trong cuộc sống. Về những nội dung chính trong bài học. Trong bài học ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu 5 nội dung cơ bản sau đây. 1. Quan sát nhận thức về nét đặc trưng của tranh sơn mài Việt Nam. 2. Cách tạo tranh kết hợp gắn vỏ trứng. 3. Tạo tranh kết hợp gắn với vỏ trứng. 4. Trưng bày sản phẩm và chia sẻ. Và 5. Tìm hiểu giới thiệu tác phẩm và tác giả họa sĩ Nguyễn Gia Trí. Sau đây chúng ta cùng tìm hiểu những nội dung chi tiết của bài học. Chúng ta cùng tìm hiểu bài 4, nét đặc trưng trong tranh sơn mài Việt Nam. Trước hết chúng ta cùng tìm hiểu phần quan sát nhận thức về nét đặc trưng của tranh sơn mài Việt Nam. Ở phần này, chúng ta còn quan sát một số các hình ảnh về tranh sơn mài, sau đó suy nghĩ một số các câu hỏi liên quan sau đây. Bức tranh sơn mài thể hiện những đề tài gì? Các bức tranh thường có đặc điểm chung gì về màu sắc? Cách diễn tả cảnh vật trong tranh sơn mài được thể hiện như thế nào? Tranh sơn mài có kết hợp sử dụng những chất liệu gì để diễn tả những mảng sáng hoặc trắng trong bức tranh? Và các em hãy kể tên một số các tác giả tác phẩm tiêu biểu của thể loại tranh sơn mài Việt Nam. Các em cùng quan sát một số các hình ảnh và một số thông tin sau đây nhé. Nghệ thuật tranh sơn mài Việt Nam đã xuất hiện từ khá lâu ở những thế kỷ trước công nguyên, nhưng tranh sơn mài chỉ thực sự phổ biến ở thời kỳ mỹ thuật hiện đại Việt Nam cùng với sự ra đời và phát triển của trường cao đẳng mỹ thuật Đông Dương. Ngoài những chất liệu truyền thống như vàng, bạc, son, then, nhiều họa sĩ đã tìm tòi kết hợp thể nghiệm những chất liệu độc đáo như vỏ trứng, vỏ ốc, vân vân và đưa vào tranh sơn mài, tạo nên những tác phẩm có giá trị mang bản sắc riêng của hội họa Việt Nam. Một số tác phẩm tiêu biểu của các tác giả như Tá Đức Đồng Chiêm của họa sĩ Trần Văn Cẩn, Nhớ Một Chiều Tây Bắc của họa sĩ Phan Kê An, Điệu Múa Cổ của họa sĩ Nguyễn Tư Nghiêm, Kết Đạp Đảng ở Điện Biên Phủ của họa sĩ Nguyễn Sáng và nhiều những tác phẩm tác giả khác. Sau khi các em quan sát, suy nghĩ, trả lời, chúng ta có thể nhận định rằng về tranh sơn mài, thông thường các tác phẩm thể hiện đề tài các thể loại như phong cảnh,
tranh sinh hoạt, tranh chân dung, vân vân. Về màu sắc, tranh chân mài thường có mang nét mạnh mẽ về màu sắc và giàu cảm xúc của tác giả. Về cảnh sắc, trong bức tranh sơn mài mang nét tượng trưng hoặc là tả thực. Và chất liệu sử dụng trong tranh sơn mài có thể kể đến như vỏ trứng, vỏ ốc, vàng, bạc, son, vân vân. Chúng ta cùng chuyển qua phần 2, cách tạo tranh kết hợp gắn với vỏ trứng. Trong phần này, các em quan sát một số các hình ảnh sau và suy nghĩ câu hỏi. Để tạo tranh gắn với vỏ trứng, chúng ta sẽ làm như thế nào? Các em cùng quan sát thật kỹ các hình ảnh trên và trả lời câu hỏi nhé. Sau khi các em quan sát, suy nghĩ và trả lời, chúng ta có thể thấy để tạo tranh kết hợp gắn với vỏ trứng, chúng ta tiến hành làm theo 4 bước chính sau đây. Bước 1. Bố cục hình vẽ, tức là vẽ hình cân với khổ giấy. Bước 2. Khi đã có hình cân với khổ giấy, chúng ta tiếp tục bôi keo và trực tiếp gắn vỏ trứng vào các mảng hình. Sau khi các mảng hình bằng vỏ trứng đã gắn xong, chúng ta dùng màu vẽ các mảng hình khác còn lại. Và cuối cùng, chúng ta vẽ thêm các chi tiết và các mảng hình khác để hoàn thiện sản phẩm. Các em cũng lưu ý thêm, sử dụng vỏ trứng để tạo hình và màu là một trong những nét đặc trưng về kỹ thuật thể hiện của tranh sơn mài Việt Nam. Sau đây, xin mời các em quan sát nội dung video về cách tạo tranh gắn với vỏ trứng. Các em cùng quan sát thật kỹ nhé!
Chúng ta cùng chuyển qua phần 3, phần thực hành tạo bức tranh kết hợp gắn vỏ trứng. Trong phần thực hành này, các em hãy suy nghĩ và thực hành bài tập. Em hãy tạo một bức tranh kết hợp gắn vỏ trứng yêu thích. Các em cũng lưu ý thêm, khi chúng ta sử dụng mẫu vỏ trứng để chúng ta làm tranh, chúng ta thực hiện theo 4 bước sau đây để làm bức tranh hiệu quả đạt tốt nhất nhé. Thứ nhất, chúng ta bôi keo vào các mảng hình cần dán vỏ trứng. Sau khi làm xong phần này, chúng ta sẽ đặt vỏ trứng lên các mảng hình đã bôi keo. Sau đó, dùng ngón tay ấn nhẹ để các vỏ trứng dính đều xuống mảng hình. Và cuối cùng, chúng ta dùng vỏ chai lăn đều lên phần hình vừa gắn trứng để hình được đẹp và phẳng hơn. Chúc các em có những sản phẩm đẹp và sáng tạo. Sau đây mời các em tham khảo một số bức tranh của các bạn về tranh kết hợp gắn với vỏ trứng nhé. Mời các em cùng quan sát.
chúng ta cùng tìm hiểu qua phần 4, trưng bày sản phẩm và chia sẻ. Trong phần này, sau khi các em đã hoàn thành xong sản phẩm của mình, chúng ta bắt đầu trưng bày và chia sẻ một số các suy nghĩ của mình về các bức tranh như sau. Các em hãy chia sẻ suy nghĩ của mình về bức tranh em yêu thích nhất, nhận xét về hình và màu sắc trong các bức tranh. Các em chia sẻ kỹ thuật gắn vỏ trứng để tạo hình và màu và thể hiện chất cảm. Và các em có thể kể thêm một số bức tranh sơn mài mà các em biết thông qua các phương tiện thông tin. Chúng ta cùng quan sát và chia sẻ suy nghĩ của mình với các bạn trong lớp nhé. Chúng ta cùng tìm hiểu phần cuối cùng, giới thiệu tác phẩm và tác giả họa sĩ Nguyễn Gia Trí. Trong phần này, các em cùng nghe một số các thông tin và suy nghĩ một số các câu hỏi liên quan. Em hãy nêu vài nét về tiểu sử của họa sĩ Nguyễn Gia Trí. Họa sĩ thường thể hiện những đề tài nào trong tác phẩm của mình? Ông thường sử dụng vỏ trứng cho những hình ảnh nào trong bức tranh? Và trong các bức tranh trên, em thích mảng hình và tác phẩm nào của họa sĩ? Các em cùng nghe một số các thông tin sau và trả lời những câu hỏi trên nhé! Họa sĩ Nguyễn Gia Trí sinh năm 1908, mất năm 1993, quê tại huyện Chương Mỹ, Hà Nội. Tốt nghiệp trường Mỹ thuật Đông Dương khóa 7 năm 1931 đến năm 1936. Ông là một trong những họa sĩ tiên phong chuyển thể sơn ta thành chất liệu sáng tác trong hội họa và đặc biệt đã thành công trong việc sử dụng vỏ trứng để tạo màu đậm nhạt và chất cảm trong tranh sơn mài. Họa sĩ đã để lại một di sản giá trị vô cùng to lớn trong nghệ thuật tạo hình hiện đại Việt Nam như những tác phẩm Thiếu nữ bên cây phù dung, Thiếu nữ bên bờ suối, Vườn xuân, Trung Nam Bắc, Bình phong, Thiếu nữ trong vườn, Phong cảnh, vân vân. Phần tìm hiểu nội dung bài học vừa rồi cũng đã kết thúc tiết học của chúng ta rồi. Để chuẩn bị cho bài học sau thật tốt, các em về nhà đọc trước bài Nét màu trong tranh của họa sĩ Nguyễn Văn Chánh và chuẩn bị một số các họa cụ liên quan như tranh mẫu của họa sĩ Nguyễn Văn Chánh, giấy vẽ A4, chì, tẩy, màu nước, vân vân. Bài học của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Thầy xin cảm ơn các em đã quan tâm theo dõi. Các em đừng quên nhấn like, đăng ký và để lại những lời bình luận ở phía dưới nội dung video nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong các bài học sau. Chào các em!